trong này là mình nấu, mình có cho tôm vào nè, cho rau muống nè, rồi cho nấm kim châm và một ít kim chi nữa các bạn. Đó, rất là hấp dẫn. Nóng hổi đây các bạn. Đó. Giờ mình sẽ ăn nha. Nấm kim châm à. Ngon lắm các bạn. Nó đỡ cay hơn là mình ăn cái mì khô kia á. Cái này nó đỡ cay hơn. Đó, xem trong phim Hàn Quốc là người ta hay ăn cả cái nồi xong người ta bỏ cái vung như thế này nè. Ngộ. Con tôm to vậy. Mình thực ra là mình rất thích ăn rau muống nè, ăn nấm kim châm với ăn tôm á, nên là mình thích những thứ đó thì mình bỏ vào. Mình thì mình không thích ăn hành lá nên là mình không bỏ vào. Nhiều người người ta thích thì người ta bỏ, còn mình thì không. Các bạn biết ăn cái này giống gì không? Giống lẩu kim chi. Cực kỳ giống lẩu kim chi mà mình hay ăn quá. Chua rồi cay cay á. Nó giống lẩu kim chi Hàn Quốc. Thì lẩu kim chi người ta làm nấu như vậy mà đúng không? Phải chuẩn bị giấy, không à, nó cay.
Tôi mình không có thích ăn vỏ. À, quá đã. Hôm bữa mình làm cái clip mà ăn cái mì tai khô á, mì này này mình ăn khô á. Các bạn không biết đâu. Lúc đầu là nó không có cay nha. Sau rồi á, nó cay mà nó để lại dư âm luôn á, cỡ 30 phút sau mình mới đỡ cay á. Mình phải vào nhà tắm á, dội nước trên đầu dội xuống, cảm giác như kiểu là muốn bốc lửa luôn á, hay là kinh hoàng. Nên là mình phục mấy người mà người ta ăn cay á. Mình thích ăn cay nhưng mà cay quá mình không ăn được. Làm mấy cái thử thách ăn cay đồ, ăn chua đồ không có tốt. Không tốt cho sức khỏe. Mình cứ thích ăn nấm kim châm mà sao ta. Cay quá các bạn ơi. Vừa cay vừa nóng nữa. Nấu liền cái đưa cả nồi ăn luôn mà. Ê cha nha, ăn lẩu. Mà ăn cái này nha, mình phải xem thời tiết. Không, mà bữa nay mình không có xem thời tiết, ở ngoài trời nắng chang chang mà mình vẫn nấu cái này để ăn.
ăn mì cay á là phải trời lạnh mùa đông, lần này đây mùa hè ở ngoài trời nắng chang chang đi ăn mì cay. Cay mà tay rung luôn. Còn quá trời nhiều luôn. Anh ngồi ăn nãy giờ em nhớ. Các bạn thấy cái background này không? Cái phòng nền á. Mới mua cái sofa. Mua bộ này hết bao nhiêu nè, gần 600 đô á, rẻ. Thường bộ này tại vì bọn mình mua lại á nên nó rẻ. Bộ này là nếu mà mua mới á là không dưới 1.000 đô đâu nha. Mua được chỗ rẻ, người ta còn mới, người ta mới mua à. Mà người ta sắp chuyển qua cái nhà mới á, nhà mới nó bự hơn, cái người ta rao bán lại. Rồi hai vợ chồng đi đến chỗ nhà người ta rồi coi ok rồi đưa lên xe quất về nhà luôn. Chỗ này nè, chỗ bang mình ở là người ta có một cái trang web, cái app luôn á, không phải trang web mà cái app mình đào về trên cái trang đó, cái app đó là ai có cái đồ gì mà second hand muốn nhượng lại á là người ta chụp hình rồi là người ta đăng bán, nó đăng bán thanh lý lại. Đồ gì cũng có, quần áo, nội thất, rồi đồ trang điểm, make up các kiểu có hết. Nên là nhiều khi mình thấy vào cái app này cũng rất là tiện lợi,
nhiều đồ vẫn còn mới mà nó đồ sạch á, nhưng mà người ta không có thích xài, người ta muốn đổi mới nên người ta bán. Mà dùng vẫn còn ok lắm. Nhiều người bên Mỹ nè, nói người Mỹ nha, nhưng mà tính nhiều khi cũng hơn ở Việt Nam á, là sao không chịu xài đồ second hand đâu. Ở Việt Việt Nam mình á, mình thấy nhiều người á, người ta cũng không chịu xài mấy cái đồ đồ second hand, thì bên đây cũng có những người như vậy đó. Nhiều người thấy người khác dùng đồ second hand cái không, ta lúc nào cũng có cái thái độ không được mà là tốt cho lắm, người ta cứ kêu ủa sao không đi mua đồ mới chi, mua mua đồ second hand chi, xài chi ba cái đồ đó đó. Mà đâu phải đồ xài lại là đều xấu hết đâu, mình đến mình coi, nếu mà mình không thích thì thôi mình không có lấy, đúng không? Nếu mà hư quá mình không có lấy, còn mà mình ok thì mình lấy thôi, nhiều đồ đẹp mà. Thì mỗi người thì có, người ta có một cái cách sống, cách nhìn nhận khác nhau ha. Cái mì này nè, độ cay lắm, nó không bằng cái lúc mà mình ăn khô ha. Nhưng mà á, khi mình nấu ở trong nước á, nó sình ra, nó nở to, nó nở cực kỳ to luôn các bạn. Đây đó, mình càng ăn mình càng thấy nó còn nhiều nha, bụng mày no rồi á đó. Đó bây giờ chắc mình thích cái nước này, mình ăn cho hết 4 con tôm này đó, hơi tôm này đấy, cho mình ăn cho hết con tôm này là đủ chất luôn á, là no luôn á, không nạp vào được nữa đâu. Còn tuần này mày á, xí nữa mà bụng nó xuống rồi thì mình ăn tiếp nha. Cái nước cực ngon.
Ok, thì cái clip đến đây cũng kết thúc vì nó dài lắm rồi. Sợ các bạn quay nữa cũng không coi. Thì mình cảm ơn nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip lần sau. Xin chào tạm biệt các bạn.